Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay em sẽ lên cái clip là chỉ nói về Zippo nha anh em, bật lửa. Đó. Chỉ có một cái là ga đá thôi. Thì em giới thiệu là sơ lược nha. Thì dòng Zippo này thì sẽ là chỉ có những cái này là hàng đã qua sử dụng. Còn tất cả những cái hàng mà trong hộp, tất cả đều là hàng trưng bày chưa qua sử dụng, chưa lên lửa và chưa châm xăng nha anh em. Đó, anh em lưu ý giúp em. Đó. Thì trên cái clip này thì anh em chuyển khoản thì em bao ship tất cả các mặt hàng đó. Thì bên em có hai hình thức giao dịch, đó là ship code và chuyển khoản. Ship code thì người mua tự trả phí ship giúp em, còn chuyển khoản thì em sẽ bao ship cái clip này đó. Thì khi anh em nào chuyển khoản thì em sẽ ưu tiên ở chốt cái sản phẩm trước nha anh em đó, ưu tiên cho anh em chuyển khoản. Thì anh em có thể liên hệ là Facebook là Bùi Minh Ghí, hoặc số điện thoại Zalo là 0943701230 hoặc 0945030114 nghe anh em. Đó. Rồi, thì hôm nay sẽ clip bật lửa, anh em chốt hàng theo clip bật lửa Zippo theo mã số giúp em. Đây. Thì em sẽ lên từng con và từng chi tiết và từng giá cho anh em xem. Thì Zippo thì nó có một size thôi nha anh em. Đây. Zippo này là Zippo được sản xuất từ Nhật. Đó, được xuất qua Mỹ. Đó. Hàng này là hàng đấu giá về nha anh em, nó còn hàng này là hàng trưng bày, còn full new. Đây, mã số 1 là 550 giúp em. Đó, chủ đề là lá. Hàng này là tất cả đều là vỏ đồng, anh em lưu ý giúp em. Zippo là tất cả đều là vỏ bằng đồng khối hết nha anh em. Con này được sản xuất vào năm 2020. Đây. Hàng này là hàng live new là chưa lên lửa, hàng trưng bày nha anh em. Đó, vỏ đồng. Đó. Tất cả là đều em là bao cho anh em, hàng là trùng ruột, vỏ trùng ruột nha. Hàng là chưa lên lửa, hàng chính hãng đảm bảo 100%. Nếu anh em nào phát hàng giả thì em sẽ tặng nguyên vàng Zippo cho anh em luôn nha. Đó, bên em bán hàng thật, việc thật chứ không có bán hàng deal nha anh em. Đó, hàng chưa lên lửa, chưa châm xăng. Chất liệu là sơn tĩnh điện nha, sơn tĩnh điện. Khi anh em nào sử dụng chán, thí dụ như là xài lâu ngày nó bị chày xước hoặc là rất là xấu đi, anh em có thể xả cái nước sơn này ra là thành chất liệu đồng khối như là cái con màu vàng này nha anh em. Nó anh em xả ra là sẽ thành bằng đồng đó. Rồi thì mã số 1 là 550 giúp em nha anh em, mã số 1 550. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là con này là được là mã gom, được 2017. Hộp thì cái nào cũng như cái nấy thôi nha anh em. Đây. Con này thì chủ đề gì em cũng không, mạch điện tử nè, chủ đề mạch điện tử. Đó, mã gom. Con này thì hàng cũng hàng trưng bày chưa sử dụng. Tất cả đều là hàng mới nhưng mà nó có bị chày xước thôi nha anh em, chày xước lông tơ thôi nha. Đó. Con này là mã gom. Trước là sơn tĩnh điện cái mạch điện nha. Đây. Đồng khối mã gom nha. Đó. Con này âm cũng hay nè. Đó. Hàng lai new chưa lên lửa, vỏ trùng ruột giúp em. Đó. Chưa châm xăng. Đây, vỏ đồng. Rồi, con này là mã số 2, là cũng là 550 nha anh em. Mã số 2 là 550.000 giúp em. Đó. Hàng lai new, giá này là rất là rẻ nha anh em, thích hợp cho anh em làm quà tặng hoặc mới tập chơi những dòng Zippo thì nên tập chơi những con này. Con này là dòng rẻ nhất của thị trường, rẻ nhất này trong cửa hàng nó cũng bán còn 900 đến 1 triệu một con như dạng như thế nha anh em. Đó. Tiếp theo là mã số 3 là 550 luôn nha anh em, mã số 3 550. Đây. Con này chủ đề cái bật lửa cái cây đèn gì nè anh em. Đó. Con này sơn tĩnh điện đen nhám. Sơn tĩnh điện đen nhám. Con này là vỏ đồng, sơn tĩnh điện. Con này là 2015. Đây. Đó. Vỏ đồng, sơn tĩnh điện. Đây, vỏ 2015. Đó. Hàng này là hàng trưng bày thôi. Đó, rất là mới luôn. Vậy anh em chỉ châm xăng và sử dụng thôi nha.
Rồi mã số 3 là 550 giúp em. Mã số 3 550. Tiếp theo là mã số 4 là 600.000, 600.000 mã số 4 nha anh em. Con này chủ đề hình Zippo gì nè, đó. Con này là cái màu nó là giống như là cà phê sữa ấy. Màu trắng trắng đục đục đó anh em. Con này được sản xuất vào 2018, 2018. Đây, con này rất là mới nha. Đây. 2018. Tổng thể là chưa sử dụng, không con nào về có chày em báo chày, con nào đẹp thì em báo đẹp nha. Con này full new luôn, mới ken. Rồi con này mã số 4 là 600 giúp em. Mã số 4 600. Tiếp theo là mã số 5. 580.000. 580.000. Con này chủ đề cái số gì trên đây nè. Được sơn tĩnh điện màu trắng, màu trắng. Đó. Mặt sau thì đó. Đây. Nó bị dính nè. Dính keo. Con này là 2004 nha anh em. Đó, con này là 04 là 204. Con này cũng 204 thì nó được 19 năm. 204 thì nó được 19 năm. Đó. Con này 19 năm. Âm rất là ok, rất là hay. Đó. Giờ anh em không thích màu thì xài lâu ngày xả ra thành đồng khói thôi. Đây. 204. Chưa châm xăng. Rồi, con này mã số 5 là 508 giúp em. 508. Mã số 6 là 550 nha. Mã số 6 550. Đó, Zippo. Con này là 2015. Sơn đen. Đó. Sơn đen. Con này cũng còn rất là đẹp. Hay 015 giỏ chung ruột nha. Đó. Rồi mã số 6 là 550 nha anh em. Mã số 6 550. Tiếp theo là mã số 7 là 550 luôn. Mã số 7 550 luôn. Con này chủ đề internet hay gì nè. Cầm hai cái laptop quét vua kép nè. Con này thì màu xanh lục, xanh dương. Đó, con này độ mới khá là cao luôn. Con này thì 2017, 2017. Đó, 2017. Rồi, mã số 7 là 550 nha anh em. Mã số 7 550. Tiếp theo là mã số 8 600.000. Con này thì hình da beo. Da beo. Màu trắng đục, này nó bị dơ. Đây. Con này thì 2018, 2018. Đây, 2018. Zippo thì xài vài chục năm chưa nó hư nha anh em. Đó, mấy trăm nghìn một con giá khá là rẻ. Rồi mã số 8 này là 600 nha anh em. Mã số 8 600. Tiếp theo là mã số 9 là 580.000. 580.000. Đây. Con này thì như nó bị nhẹ chỗ này nè. Đó. Nó không có gì cho anh em. Con này là 2018. Con này được mạ gom. Mạ gom. Con này còn rất là mới luôn. Đó, nó bị giống như là nó bị cắn nhẹ chỗ này nè. Đó. Cắn nhẹ chỗ này. Không sao hết nha. Đó. Không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Đây. Anh em nhìn thấy nè. Đâu có gì đâu. Giống như là nó bị dập nhẹ cho đó. Âm rất là ok.
2018. Đây. Hàng trưng bày nhiều khi nó cũng bị lỗi nhẹ nha. Rồi, con này mã số 9 là 508 nha nè, mã số 9 508. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là 550.000. Con này chủ đề xe lửa hay sao? Đây, em cũng không biết nữa. Sơn cam. 2016. Đó, tất cả các đơn hàng anh em chuyển khoản em đều miễn phí ship hết nha. Đó. 2016. Cái xăng này á, anh em mua ở đâu cũng có hết trơn nha anh em. Tại vì xăng nó không có cho ship hàng, nó cho ship hàng em cũng bán xăng luôn rồi. Xăng thì nó không có cho ship, tại vì về chất lỏng dễ cháy nổ á, nó bên nhà vận chuyển không cho ship nha anh em. Rồi mã số 10 là 550 nha anh em. Mã số 10 550. Tiếp theo là mã số 11 là 600. Mã số 11 là 600.000. Con này thì được mã gom. Mã gom nó hơi nhám nhám nha anh em, mã gom dạng như kiểu nhám nhám mà. Đó. Con này thì 2018. 2018. Đó, cái này về anh em về xài lâu ngày trời chùa anh em xử lý được hết. Mà mấy cái này người ta sơn tĩnh điện rất là chắc chắn nha. Nó khó lâu lắm nó mới chốc được. Đó, 2018. Rồi mã số 11 là 600 nha anh em. Mã số 11 600. Tiếp theo là mã số 12, 550. Đó, con này mã vạch. Chủ đề mã vạch lửa. Chỗ này dơ. Đây, dơ chỗ này. Dính keo quá nha. Con này 2017, 2017. Rồi mã số 12, 550. Tiếp theo là mã số 13 là 508 nha anh em. Mã số 13 là 508. Cái này là new luôn. Rất là đẹp. Xanh lục, xanh dương. Con này 2015, 2015. Rồi mã số 13 là 508 nha anh em. Mã số 13 508. Con này rất là đẹp luôn. Tất cả các dòng mới là nó không có ít, không có cái nào bị cắn hết trơn nha anh em. Một khi nó bị chày thôi chứ không có bị cắn nha. Đó, hàng này là hàng trưng bày mà, đâu có sử dụng đâu mà bị gớt, bị cắn. Con này chủ đề gì nhức đầu á. Con này là 2016. Mã số 14 là 508 nha, 508. Đó, con này rất là mới luôn. Không bị chạy chỗ, không bị gì hết. Cái vỏ thì để lâu ngày nó bị dính chỗ này nè, anh em thấy không? À, bị dính nè, không ảnh hưởng gì hết. Ruột đồng dạng khè nha. Cái này âm cũng hay nè. Rồi con này mã số 14 là 508 nha.
Tiếp theo là mã số 15, 550. Chủ đề hai con mắt sơn tĩnh điện màu đen 2016. Này khít luôn, ruột nó khít luôn, kéo không muốn ra. Rồi mã số 15 này là 550 nha. 550. Tiếp theo là mã số 16, 550 nha anh em. Chủ đề cái bản đồ gì á. Con này mạ gom. Mấy con mạ gom hay bị chày xước lông tơ đó mà, đó, chày lông tơ thôi chứ nó chưa xài. Đó, do trưng bày ta cầm tới cầm lui á. Con này 2017. 2017. Rồi con này mã số 16, 550 nha. Tiếp theo là mã số 17 là 550 luôn. Hình con cú, mã gom. Con này là mã gom hơi nhám nhám vậy nè. Hơi nhám nhám nè, thấy không? Đó, nhám nhám. Con này là 2015. Con này thì nó bị cắn cái điểm nhẹ đây nha anh em. Rồi anh em thấy nè. Cắn nhưng mà vỏ nó vẫn khít nha. Đó. Cắn nhẹ chỗ này nè. Chắc. Đây. Cắn nhẹ chỗ này. 2015. Chưa xài nha. Và mã số 17 là 550 nha anh em. 550. Rồi, tiếp theo là mã số 18. Mã số 18 550.000. Đây, mã gom. Chủ đề cảnh sát hay sao? 2018. Đó, con này cũng bị xước nè, mấy con mã gom mà nó hay bị xước lắm. Gom bóng á, gom bóng nó dễ xước á, anh em cầm để nó nhẹ nó bị xước à. Đó. Bị xước thôi chứ nó vẫn chưa xài nha anh em. Em là chưa xài hết. Rồi, mã số 18 là 550 nha. Tiếp theo là mã số 19, 600.000. Con này có hình gì cũng không biết. Mà con này sơn tĩnh điện đen, còn rất là mới luôn, không bị chút lỗi nào không. Con này 2017. Con này âm cũng hay. Gục nhà khe. Rồi mã 19 là 600. Tiếp theo là mã 20, 600.000. Con này thì chủ đề disco, disco, nhạc disco. Con này thì mã gom. Đó, con này thì không có bị chày. Con này là form sọc ngang. Đó, form sọc ngang còn rất là mới nha anh em. Đó, nói chung là con này đẹp. Con này là 2017. 2017.
Không hay. Con này là Vinte gì nè, Vinte Lock gì đó. Rồi mã 20 600. Tiếp theo là mã 21 cũng 600 luôn. Con này chủ đề Zippo gì đó, trắng đục. Con này tình trạng rất là mới nha. Rất là mới. Con này 2015. Rồi mã 21 600 giúp em. Rồi tiếp theo là còn những con bạc cũ nha anh em. Con này mã số 22 là 350.000. Đó. Con này là bạc lửa của hãng Givenchy. Đây. Givenchy của Pháp nha. Con này bạc lửa sử dụng là ga đá. Đây. Cái phần bên đây là anh em chỉnh ga lửa lớn lửa nhỏ. Bên đây thì anh em bơm ga. Đó, thì hàng này em đã vệ sinh. Rồi đó. Thay đá thì anh em kéo cái phần này thay nha anh em đó. Cục đá thì em bỏ mới rồi. Đây. Nó bị cắn nhẹ chỗ này nè nha anh em. Nó bị cắn nhẹ. Hàng này thì đã qua sử dụng nha. Đã qua sử dụng đó. Tổng thể nói chung là cũng còn khá là ok. Chỉ cắn nhẹ cái phần dưới đây thôi. Đây. Đây. Gió chỉnh ra lớn nhỏ phần này nha anh em. À, bị gió nha anh em. Chứ rất là nhạy lửa nha. Rồi. Con này mã số 22 là 350 giúp em, mã số 22 350. Con ga đá Givenchy của thép nha. Của Pháp nha. Tiếp theo là con gió Zip mã số 23, giá là 700.000, mã 23 700.000. Đó, con này là mã gom. Siêu bóng, rất là bóng luôn. Chủ đề gì em cũng không gành nữa. Đây. Nó chày xước rất là ít nha anh em. Đó. Cái này do con này đã qua sử dụng nha. Con này đã qua sử dụng nhưng mà sử dụng lướt thôi nha anh em. Còn rất là mới nha. Con này đời 202 nha. 202 được 22 năm. 22 năm mà nó còn rất là đẹp nha anh em. Soi gương được luôn á. Nói chung là con này đẹp, không cắn không lỗi gì hết, chỉ chăm xăng là phước thôi. Đây trùng ruột 202 đây, xài rất là ít. Đó, anh em nhìn cái bông gòn thôi là biết rồi, sử dụng rất là ít. Đây. Rồi con này là mã số 23 là 700 nha anh em, mã 23 700. Tiếp theo là mã số 24 là 950 nha, 950. Đây, con này là dòng limited nha anh em, dòng limited edition nha. Đây. Chủ đề gì nè, Singer 1959. Golden mid gì nè. Đó, em cũng gần. 388. Con này là 15 la mã nha, 15 la mã. 15 la mã là 199 mấy anh em, 199 mấy em quên rồi. Con này là mạ bạc nha anh em. Con này là bên ngoài là nó mạ bạc nha. Đó, cái này là nước bạc nó lên nè. Đó. Hàng này là em không có xì ba, em để zin nguyên nước bạc luôn. Tổng thể đẹp, không bị cắn mớp gì hết nha. Đây. Cái dòng mạ bạc này âm rất là hay nha. Đó, anh em thấy mạ bạc không? Trắng tươi. Dòng mạ bạc với mạ gom anh em nhìn thấy là nó khác liền chất liệu nha mạ bạc. Ở giai đoạn
1990 10 nè. 99 mấy chứ. Rồi, con này là 950 nha anh em. Mã 24 950. Con này mã bạc nha. Tổng thể còn rất là đẹp. Âm hay nữa. Rồi, tiếp thêm lên cuối cùng là cái con mã số 25. Con này là vintage chặt gốc nha, chặt gốc. Con này là chất liệu đồng khối nha. Con này thì 13 la mã nha, 13 la mã. 13 la mã. Con này thì nó bị cắn nhẹ dưới gốc này nè anh em, đó. Cắn nhẹ dưới gốc này nè, do người ta sử dụng nó bị gớt á, chứ bốn cái góc cạnh nó cũng còn bờ rất là đẹp nha. Đây đây, nhẹ thêm miếng nữa nè. Cái này là cái nước zin của nó lên màu đó, em chưa có sửa chữa xì ba gì hết nha anh em. Nó này là chất liệu zin luôn đó. Mấy con này âm rất là ok đó, anh em nào chưa thấy âm hay á, về anh em có thể chỉnh âm lại theo ý thích của mình. Con này thì cái ruột nó màu vàng nha anh em. Đây, ruột màu vàng nè. Đây, ruột màu vàng. Cái này màu này thì nó nhìn rõ hơn cái màu trắng nè. Đây, 13. Ruột màu vàng. Ừ. 13 là mã. Rồi. Con này là mã số 25, là giá là 1 triệu nha anh em, giá 1 triệu. Rồi, em xin kết thúc video đây. Anh em nhớ xem và đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.